Cuộc sống hạnh phúc xin thân ái chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng điểm qua nội dung chính trong video. 10 điều cấm kỵ đến bác sĩ cũng không dám thử, nhưng rất nhiều người làm hàng ngày. Sức khỏe là nguồn vốn quý giá nhất của con người mà không thể dùng tiền mua được. Để có sức khỏe tốt, tinh thần minh mẫn cùng năng lượng dồi dào, bạn cần phải hình thành những cách sinh hoạt hợp lý và tránh xa những thú vui không lành mạnh. Nhưng dù có cẩn thận thế nào đi nữa, thì ắt hẳn bạn cũng đã từng thực hiện 10 sở thích tai hại này. Chẳng có ai nói cho bạn biết những việc dưới đây có thể gây họa cho sức khỏe. Đến cả bác sĩ còn không dám làm lần nào. Thứ nhất, bác sĩ chấn thương chỉnh hình, không ngồi trên ghế sofa. Ghế sofa thường là một loại ghế dài và khá mềm, do có một lớp nệm mút phía trong. Hầu như mọi nhà đều có một bộ đặt trong phòng khách để cùng nhau ngồi ăn uống, trò chuyện hay xem phim. Thế nhưng, các bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình lại sợ loại ghế này lắm đấy. Họ lý giải rằng loại ghế này quá mềm nên sẽ gây tổn thương cho cột sống nếu ngồi liên tục trong thời gian dài. Dần dần, bạn có thể sẽ bị gù và còng lưng, chưa nói đến các bệnh lý khác. Các bác sĩ cũng khuyên rằng đừng ngồi ghế sofa quá lâu và thay vào đó hãy ngồi trên các loại ghế cứng, thẳng là tốt nhất. Thứ hai, bác sĩ khoa ung thư không ăn thực phẩm bị mốc. Nhiều người thường tiếc rẻ những món ăn bị mốc hay quá hạn sử dụng nên họ hay hâm lại chúng và ăn như bình thường. Tuy nhiên, các bác sĩ ung thư lại cảnh báo rằng các loại thực phẩm mốc sẽ tạo ra chất aflatoxin, có thể gây ngộ độc cấp tính hoặc thậm chí là tử vong. Bên cạnh đó, dù bạn có ăn đồ ăn mốc từng chút một thì nó cũng sẽ tích tụ dần trong cơ thể, chờ ngày bùng phát ung thư. Các loại vi khuẩn gây mốc ấy, dù có đun sôi, cũng không thể tiêu diệt được chúng. Vậy nên, các bác sĩ bảo rằng tốt nhất hãy vứt hết các thực phẩm đã bị mốc đi, dù chúng có mốc một phần nhỏ thôi cũng vứt, bởi về cơ bản, nó đã hỏng rồi. Thứ ba, bác sĩ khoa thận không nhịn tiểu. Một vài cá nhân thường hay nhịn tiểu chỉ vì lười đứng dậy đi vệ sinh hay lý do khách quan hơn là không có nhà vệ sinh gần đó. Nhưng bạn lại không biết rằng nhịn tiểu sẽ gây ra sự suy giảm khả năng chống viêm của chính nó, dẫn đến nhiễm trùng đường tiết niệu và viêm bàng quang. Nặng hơn sẽ làm hỏng chức năng thận và tăng nguy cơ ung thư bàng quang. Tốt nhất, bạn nên tập thói quen uống nhiều nước và siêng đi tiểu hơn, để cơ thể thải độc và xả áp lực lên thận và bàng quang. Đừng vì một chút lười nhác rồi hối không kịp. Thứ tư, chuyên gia về huyết học không nhuộm tóc liên tục. Theo báo cáo từ khoa huyết học của các bệnh viện lớn, đã liên tục tiếp nhận các bệnh nhân mắc chứng giảm tiểu cầu. Có vài loại bạch cầu xuất hiện trong hồng cầu không thể lý giải. Nhưng tất cả các bệnh nhân đều có một điểm chung, có tiền sử nhuộm tóc liên tục trong 2 năm gần nhất. Nhuộm tóc chắc chắn sẽ làm bạn đẹp hơn, nhưng nó cũng tăng nguy cơ mắc ung thư bàng quang. Các bác sĩ nói, tốt nhất không nên nhuộm tóc, nhưng nếu muốn thì cứ nửa năm hãy nhuộm một lần là an toàn nhất. Thứ năm, bác sĩ tiêu hóa không uống trà đậm và cà phê espresso. Lý giải cho việc này, các bác sĩ tiêu hóa nhận định rằng hai loại nước đó sẽ gây chứng trào ngược dạ dày, làm axit dạ dày ăn mòn thực quản. Lâu dần sẽ gây kích ứng cho thực quản và cổ họng, từ đó dẫn đến ung thư thực quản. Các bác sĩ cũng khuyên mọi người nên uống nước lọc là an toàn nhất. Thứ sáu, bác sĩ tim mạch không hoạt động mạnh sau khi bị cảm lạnh. Sau khi bị cảm lạnh, quá trình trao đổi chất của cơ thể đang tăng tốc để bù lại cho những ngày ốm. Nếu bạn hoạt động mạnh vào những ngày vừa lành bệnh, nó sẽ làm tăng nhiệt độ và tiêu hao phần lớn năng lượng của cơ thể, khiến sức đề kháng bị suy yếu. Nó có thể gây viêm cơ tim, suy tim và thậm chí là đột tử.
Tuy nhiên, không phải là bạn không được phép tập thể dục khi ốm. Khi bị cảm lạnh nhẹ, bạn có thể tập thể dục điều độ, nhưng ở mức độ vừa phải, không vận động quá sức là tốt nhất. Thứ 7, bác sĩ da liễu, không tẩy da chết, không sử dụng các sản phẩm làm trắng da hàng ngày. Theo các bác sĩ, tẩy da chết hoàn toàn không cần thiết, bởi da có hệ thống bảo vệ riêng. Nếu bạn tẩy hàng ngày, sẽ phá hủy chính hệ thống đó và làm da bị tổn thương. Hơn thế nữa, các sản phẩm làm trắng có chứa các chất tẩy rửa mạnh và huỳnh quang, dễ khiến cho làn da bị dị ứng. Phương pháp bảo vệ da tự nhiên của bác sĩ da liễu chỉ có một: đeo kính râm, đội mũ và mặc đồ chống nắng khi đi ra ngoài là giải pháp tối ưu nhất. Thứ 8, nha sĩ, không mở chai bằng răng. Đây ắt hẳn là thói quen mà rất nhiều người mắc khi thường xuyên nhén trên quần áo, mở bịch snack, mở chai bia, thay cắn những thực phẩm cứng. Nha sĩ cho biết các vật dụng đó sẽ gây hại trầm trọng cho răng, khiến các cạnh bị sứt mẻ và dễ dàng làm hỏng răng cửa. Thứ 9, bác sĩ nhi khoa, không cho bé ăn cơm trong vòng 3 tháng tuổi. Lúc bé dưới 3 tháng tuổi, dịch amylase tiết ra rất ít, nên nếu ăn cơm sẽ gây khó tiêu. Vào giai đoạn này, chỉ có sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất, tuyệt đối không được cho bé ăn đồ của người lớn. Thứ 10, dược sĩ, không lạm dụng thuốc. Rất nhiều trường hợp mắc viêm gan trên thế giới chỉ vì uống thuốc quá nhiều, thường xuyên xem thuốc như một giải pháp cứu nguy. Hầu hết mọi người đều lạm dụng thuốc chữa cảm cúm và có khi uống từ 2 đến 3 viên một lần để nhanh lành. Tuy nhiên, chúng đều chứa acetaminophen, một thành phần hóa học tác động đến thân nhiệt và giảm đau. Nếu sử dụng liên tục, sẽ vô tình làm tổn thương gan và viêm mô gan nghiêm trọng. Các dược sĩ nhắc nhở rằng hãy đọc kỹ hướng dẫn và thành phần của thuốc trước khi dùng là tốt nhất. Mặc dù tên của hai loại thuốc có thể khác nhau, nhưng thành phần giống nhau, thì vô tình bạn đã uống một loại chất liên tục rồi đấy. Đau lưng khi ho, tưởng không bệnh mà nhiều bệnh không tưởng. Đau lưng dưới là triệu chứng khá phổ biến. Đối với một số người, cơn đau sẽ tệ hơn khi họ ho, trong khi một số chỉ cảm nhận được cơn đau lưng khi ho. Sau đây là một số lý do có thể khiến bạn bị đau lưng khi ho. Căng cơ hoặc bong gân. Đôi khi một cơn ho dữ dội hoặc đột ngột có thể tạo áp lực bất ngờ lên lưng. Áp lực này có thể gây ra những chấn thương tạm thời, ví dụ như căng cơ. Cơn đau có thể dữ dội hơn là một số tư thế hoặc một số hoạt động, trong đó có ho. Một người cũng có thể đau lưng khi ho do cứng khớp, co thắt cơ hoặc đau cơ. Hãy cho lưng bạn nghỉ ngơi trong 1-2 ngày, tránh những tư thế khiến bạn đau hơn và chườm đá chỗ bị đau. Tuy nhiên, nếu triệu chứng này không thuyên giảm sau 4 đến 6 tuần, bạn nên đến gặp bác sĩ ngay. Vì những lý do khiến bạn đau lưng khi ho được nói sau đây, nguy hiểm hơn căng cơ rất nhiều. Thoát vị đĩa đệm. Giữa các đốt sống lưng của chúng ta có những chiếc đĩa mềm làm nhiệm vụ liên kết và bảo vệ, hấp thụ chấn động khi ta di chuyển. Các đĩa mềm này có thể bị trượt khỏi vị trí gây ra thoát vị đĩa đệm. Lý do dẫn đến căn bệnh này có thể do hao mòn tự nhiên, thoát vị đĩa đệm ở người già, hoặc áp lực hao mòn lên đĩa đệm không đều do đứng, ngồi, nằm sai tư thế trong một thời gian dài. Một bài báo đăng trên tạp chí Cuộc Sống Châu Âu đã chỉ ra những người bị đau thần kinh tọa có thể bị thoát vị đĩa đệm nếu họ cảm thấy đau lưng dưới và chân trầm trọng hơn khi ho. Căn bệnh này còn gây cảm giác ngứa ren, buồn bực ở lưng dưới, mông và chân.
Đây là căn bệnh phổ biến với dân văn phòng, những người ngồi trước máy tính hàng giờ mà không di chuyển hay đi lại, khiến căn bệnh này ngày càng trẻ hóa. Khi đĩa đệm chèn ép dây thần kinh, có thể khiến người bệnh bị đau thần kinh tọa. Tệ hơn, có thể gây bại liệt hai chân, đau cơ và liệt cơ. Hẹp ống sống. Khi một người già đi, cột sống của họ thu hẹp lại, tạo áp lực lên dây thần kinh ở cột sống. Tại một số tư thế, như tư thế hơi đổ người ra phía trước để ho, có thể tạo áp lực lên các dây thần kinh và gây đau lưng dưới. Hẹp ống sống còn gây ra tê bì hoặc đau quặn lưng dưới và chân. Nó cũng có thể làm giảm đến khả năng tình dục, ảnh hưởng đến ruột và bàng quang. Trong một số trường hợp, còn gây liệt hai chân. Ung thư phổi. Tuy không phải là nguyên nhân phổ biến khiến bạn đau lưng khi ho, nhưng đây lại là nguyên nhân nguy hiểm nhất, không được coi thường. Cơn đau lưng của bạn có thể từ cơ quan nội tạng trong cơ thể của bạn, và phổi là cơ quan gần nhất. Một số triệu chứng khác của ung thư phổi bạn cần để ý. Tụt cân bất thường, khó thở, khò khè, mệt mỏi, ho ra máu. Để điều trị ung thư phổi còn phải phụ thuộc nhiều yếu tố, phổ biến là các phương pháp xạ trị, hóa trị và phẫu thuật. Tổng kết: đau lưng khi ho có thể không xảy ra thường xuyên. Tuy nhiên, nếu cơn đau tiếp diễn trong thời gian dài, nó có thể tiềm ẩn những vấn đề về sức khỏe. Khi đó, bạn nên cân nhắc tìm sự hỗ trợ từ y tế. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.